hình như không quá nóng. Chúng ta cùng đến với sự xuất hiện của Bang Bang Tâm A, Mai Cần. Liên tục xin được phép mời Lê Trang, vai guitar. Xin được phép chào đón trên sân khấu Trần Thị Thanh Hiền, vai mẹ của Trần. Con chào cô. Ya ya Trương Nhi, vai Hương. Bây giờ sẽ cùng gặp gỡ vai Hai Phượng lúc 16 tuổi, Khả Ngân. Chúng ta cùng đến với Tuấn Voi, vai Giang Hồ. Charlie Giang Hồ. Thanh Tùng, wow, ai cùng tên của Hai Phượng lúc 16 tuổi. Lê Ngọc Quyên thế vai Hai Phượng. Wow, và kết thúc quý vị nữa, sao thế vai Hai Phượng là đàn ông à? Thì ra Hai Phượng là đàn ông. Kết thúc quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ông Ngô Vũ Lộc, đồng sản xuất bộ phim và đạo diễn Lê Văn Kiệt lên sân khấu để trao hoa chúc mừng cho dàn diễn viên Hai Phượng Beauty. Anh Kiệt sẽ tặng hoa cho các diễn viên của mình, phải không ạ? Hai Phượng! Xin cảm ơn anh Lê Văn Kiệt. Xin mời các diễn viên ở lại sân khấu một chút xíu, bởi vì vào lúc này thì chúng tôi sẽ có những thông báo đặc biệt với quý vị để chúng ta chia vui nhiều hơn với Hai Phượng, quý vị nhé. Hồi nãy chúng ta chia vui điều đầu tiên rồi, hình như đây là bộ phim đầu tiên mà buổi premiere tại Việt Nam, buổi công chiếu của Việt Nam và buổi công chiếu tại Mỹ rất là gần nhau, gần như là cùng một thời điểm, đúng không ạ? Và hồi nãy Tùng cũng đã chia sẻ 5 điều mà chúng ta buộc phải đến với Hai Phượng. Đây là 5 điều Ngô Thanh Vân nói trong talk show chứ không phải là Tùng tự bịa ra. Rất là nhiều người chờ anh này, nếu có bản lĩnh dám cắm cờ trên Everest thì có bản lĩnh làm phim. Từ đây trở đi mặt ai cũng ngầu. Nếu em đóng vai hành động được trong phim này, anh tin phim sau nhân vật chính sẽ là anh. Đây là những diễn viên rất quen thuộc với chúng ta, phải không ạ? Chúng ta dành một tràng pháo tay cho cô được không ạ? Rất là kính trọng. Gia Gia Trương Nhi, đây tự nhiên cái tên đẹp quá, tên Giang Hồ. Và kính thưa quý vị, với dàn diễn viên này chúng tôi xin được phép thông báo thêm một niềm vui nữa mà chắc chắn là anh chị em báo chí cũng như là những ai quan tâm và yêu quý Hai Phượng đều đã biết rồi. Đó chính là bộ phim đã được lựa chọn vào vòng tranh giải tại Liên hoan phim châu Á Osaka 2019 ở hai hạng mục quan trọng là phim xuất sắc nhất và diễn viên chính xuất sắc nhất. Điều đó là nghĩa là sao ạ? Phim chưa có trình chiếu tại Việt Nam mà chúng ta đã được minh chứng là phim này xuất sắc thì mới vô được vòng đề cử của một giải quốc tế, đúng không ạ? Cho nên là những khán giả đứng xa ở Nam Sài Gòn cùng nhờ một chuyện thôi, lên trên Facebook nói liền là 22 tháng 2 đi coi liền nha, tại vì mình phải coi trước, rồi phim quốc tế ra mình vỗ ngực và nói tao coi trước mày rồi. Dạ, và lúc này chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhân vật mà tất cả chúng ta đều chờ đợi. Chờ đợi là bởi vì thứ nhất, cô này bình thường cô rất là dễ thương nhưng mà vô công việc thì độc ác dã man khủng khiếp. Thứ hai, tự nhiên tuyên bố đây là dự án đả nữ cuối cùng làm ai cũng nuối tiếc trước khi xem phim. Thứ ba, tất cả những đánh đấm trên phim phải thật đến mức chúng ta mới có được những thông tin về chấn thương, thậm chí là chấn thương về mặt tinh thần của nữ diễn viên này. Và tiếp theo đó chính là sự chờ mong của nhân vật này đến với tình yêu một cách văn minh của khán giả theo dõi các bộ phim Việt Nam. Hãy cùng đến với Ngô Thanh Vân. Lần đầu tiên thì xin chào Vân được gửi lời chào đến toàn thể quý vị quan khách đang có mặt tại đây, các anh chị em báo đài và tất cả các anh chị em bạn bè nghệ sĩ có mặt tại đây vào buổi tối ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất ạ. Kính thưa quý vị, với Ngô Thanh Vân với vai diễn lần này thì Thực ra thì Vân đã làm nghề nghệ thuật này cũng gần 20 năm rồi. Và đến với vai trò đả nữ thì cũng phải nói là từ dòng máu anh hùng tới bây giờ là đã là vỏn vẹn 12 năm. Trong một cái hành trình dài rất là đăng đẳng, nỗ lực không ngừng, phấn đấu không ngừng và cũng không ngừng khát khao để chứng minh và để đạt được những cái giấc mơ của bản thân mình.
Vân nghĩ rằng không có cái đoạn đường nào mà dễ dàng hết. Muốn thành công thì chắc chắn mình phải đi qua những thăng trầm của cuộc sống, những thăng trầm của nghề nghiệp, và trên hết là rút ra những cái kinh nghiệm của những cái bài học cá nhân để lấy nó thành một cái nền tảng để mình có thể tiếp tục phấn đấu và làm nên những sản phẩm tốt hơn cho khán giả nữa. Đối với lại cái bộ phim lần này, phải nói là ngay giờ đây, ngay tại ngay phút này đây thì Vân cảm thấy Vân xúc động hơn bao giờ hết. Đã là nhà sản xuất hơn 5 năm qua, phấn đấu không ngừng trên thị trường Việt Nam đối với lại phim ảnh Việt Nam. Mỗi một cái giai đoạn mà ra mắt thì lúc nào cũng để lại cho Vân những cái ấn tượng rất là khó quên. Nhưng mà lần này thì cái cảm xúc nó thật là đầy đủ. Vân nghĩ rằng có thể là tại vì Vân đã biết mình đã cố gắng hết sức mình với sản phẩm lần này. Mình đã cố sức hết mình với lại vai trò đã nữ, và mình đã chút hết tất cả những cái tàn lực cuối cùng của mình để có thể cống hiến một lần cho những fan yêu võ thuật Việt Nam, cho những người ủng hộ phim điện ảnh Việt Nam. Và mình biết rằng là dù sau ngày hôm nay nó có như thế nào đi chăng nữa thì riêng bản thân mình cũng đã đạt đến một cái cột mốc mà giống như Tùng đã nói hồi nãy, mình làm tất cả mọi thứ vì bản thân và vì gây nguồn cảm hứng cho tất cả những bạn trẻ đi sau. Mình mong rằng đây sẽ là một cái sản phẩm để các bạn nhìn nhận và thấy rằng là quê hương chúng ta, điện ảnh chúng ta, con người chúng ta còn rất là nhiều những thứ tuyệt vời và đáng tự hào. Một cái điều mà Hai Phượng đã làm được khi để ra mắt được hai thị trường quốc tế, đó là một cái mình nhìn nhận, mình thấy được là mình có thể làm được. Cho nên các bạn, nếu như Vân không làm thì các bạn sẽ làm được. Xin cảm ơn. Cảm ơn cô Thanh Vân. Nhờ anh quay phim live á, anh chiếu lại gương mặt cô Thanh Vân trên màn hình lớn giùm Tùng đi ạ. Mặt và Vân chứ đừng có chiếu mặt tôi. Dạ, chị Vân bỏ cái bó hoa xuống. Xin mời quý vị nhìn rõ gương mặt cô Thanh Vân trước mặt quý vị. Và phía bên trái của sân khấu đó là hình ảnh của Hai Phượng, một cái mặt te tua tơi tả bên kia ạ. Dạ, và gương mặt của nữ diễn viên Ngô Thanh Vân ở trên này. Tại sao Tùng muốn điều đó là bởi vì như quý vị cũng đã thấy là hồi nãy Tùng nói rồi, chấn thương về mặt thân xác, chấn thương về mặt tinh thần là điều ai là người thân của Ngô Thanh Vân cũng thấy xót hết. Nhưng tất cả những xót xa đó chúng tôi đổi lật ngược lại thành khát vọng. Khát vọng quý vị yêu quý Hai Phượng bắt đầu từ ngày hôm nay. Được không ạ? Cái thứ hai, kịch bản không có, nhưng mà tôi đại diện Ngô Thanh Vân và Studio 68 nói luôn là kêu gọi tất cả mọi người xem phim Văn Minh, chúng ta không livestream khi vào rạp xem phim. Được không ạ? Ai mà livestream là Vân xuất hiện như cục gạch liền á. Dạ, và một lần nữa xin dành một tràng pháo tay cho ekip của bộ phim chúng ta. Và Vân cũng sẵn đây thì xin cho Vân gửi lời cảm ơn một lần nữa đến tất cả toàn thể những anh em đã góp mặt vào bộ phim Hai Phượng. Đây là một bộ phim làm việc rất là cực kỳ khó. Tức nghĩa là trước đây làm phim đã khó rồi, nhưng mà đối với thể loại phim hành động và nhất là đưa ra một cái chuẩn để có thể hòa nhập vào với lại cái tiêu chuẩn của quốc tế thì nó càng khó hơn. Thì xin cho Vân gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ekip của mình, đạo diễn Lê Văn Kiệt, producer Trần Bảo Lộc và toàn thể ekip anh em đã đứng phía sau lưng, đã hỗ trợ cho Vân hết mình cho bộ phim này. Chỉ có là một ngày đó thì nhân vật cũng chưa biết trước mình sẽ phải làm những gì, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ con. Và ekip của chúng tôi, ekip của Studio 68 chưa biết trước chút nữa quý vị phản ứng như thế nào với bộ phim, nhưng chúng tôi biết chúng tôi đã dành tặng cho quý vị một tác phẩm nghiêm túc. Xin mời quý vị cùng bước lên rạp để theo dõi bộ phim Hai Phượng Fury. Và vào lúc này xin mời ekip chúng ta cũng lên để cùng xem luôn. Và xin mời các khán giả đang ở rạp số 1 và số 5 lên.